Các bạn thân mến, cũng khá lâu rồi mình chưa ra video vì lý do công việc bận quá các bạn ạ. Hôm nay mình mới gửi đến các bạn tiếp tục đến một video đám cưới tại xóm Sinh Tàn, xã Thường Cửu nhé các bạn. Vì thời gian này cũng là dịp cuối năm cho nên rất nhiều đám cưới. Công việc của mình cũng rất là bận rộn các bạn. Vậy nên mình cũng chưa có thời gian để làm video để gửi đến các bạn. Và hôm nay mình gửi đến các bạn một video đám cưới tại xóm Sinh Tàn, xã Thượng Cửu nhé các bạn. Và còn rất nhiều video mình đã quay về nhưng mà chưa có thời gian để chỉnh sửa, để gửi lên cho các bạn cùng xem. Vậy nên những đôi uyên ương đã cưới trước 1 tháng, 2 tháng đây là sắp tới mình sẽ ra video để gửi đến các bạn cùng xem các bạn nhé. Các bạn nhớ theo dõi kênh để không bỏ lỡ video của mình nhé các bạn. Cô dâu đấy các bạn nhé. Đấy, con bé đây rồi. Nay cưới mà em bé đã lớn này rồi các bạn nhé. Cô dâu còn rất là trẻ nhé. Bé này mấy tuổi rồi? 1 tuổi chưa? 1 tuổi rồi. Hôm nay ngày cưới mà đã 1 tuổi rồi đấy. Thế mẹ bao nhiêu tuổi rồi? 18 ạ. Em 18 à? Thế để em bé từ năm 17 à? Để em bé từ năm 17 các bạn nhé. Em bé 1 tuổi hôm nay mới cưới đấy. Ở đây các bác là một lợn các bạn ạ. Đây một lợn có vết này. Hôm nay nó phải hơn tạ đấy. Con này đến tạ đấy anh nhỉ? Tạ 2. Tạ 2. Tạ 2. Bỏ đấy nhỉ? Cô phải dùng ngay đứa trong chợ để nghe thôi đức đi vào. Hey, mở đang nấu cái gì trong này? Xôi cơm. Này xôi cơm. Đây đây cơm xôi. Xôi đỗ à cô? Xem thử nhé. Ô đây xôi đỗ đen. Sao phải gõ thế ạ? À gõ. À gõ thế là biết là có nước hay không ạ? À? Chuyên nghiệp rồi. À chuyên nghiệp thật. Gõ là biết nước hay không. Nhưng mà cạn nước thì cháy đen. Đấy, xôi cơm bằng cái này các bạn nhé. Đấy, xôi bằng cái chó này rất là ngon. Ok, chó này là mình tự đan đấy chứ nhỉ? Chị nhỉ? Ủa đan bằng cái nứa mà nó không cháy nhỉ? Ở trong đấy, bên trong nó còn cái gì không? Chịu đây chả biết. Chả biết. Đây phải hỏi mấy ông mấy bà mình biết. Đồ anh ơi. Thịt bò, thịt lợn mổ xong treo hết lên đây các bạn. Không có tủ lạnh luôn. Đấy, treo gác bếp đấy. Đấy, cho tất cả gác bếp này là không cần tủ lạnh luôn. Đấy, bảo quản rất là tốt. Đây các cô chị đang rửa rau này. Rau cần này cô. Đây là xào thịt bò ạ. Thế mình đang làm món gì đấy nhỉ? Hoa chuối ạ. À, hoa chuối mới hoa đu đủ ạ. Đây là hoa đu đủ bên này. Đây là lá đu đủ chứ. Lá hoa. Hoa kìa. Thế là băm nhỏ ra xong là trộn lẫn cái hoa chuối cả. Đây là hoa lá đu đủ các bạn nhé. Đang băm nhỏ để cho vào đấy đông là sôi à? Trộn với gia vị là sôi. À, trộn với hoa chuối với gia vị là sôi. Nghe quen á, dám hiểu như dám mà. Thank you.
À, thế phải bỏ hết quả non nó đi ạ. À? Đây cho hoa vào chưa? Đây hoa rồi. À phải vò nát rồi đấy. Đây ăn đắng ngon đấy nhỉ? Không đắng đâu. Không đắng á? Theo tay làm đấy, không đắng. À, ăn mà xem. À đây. Nhưng mà khi em ăn đắng lắm. Ăn ở đâu đắng ấy chứ, ăn ở đây không đắng đâu. Thì đã đủ cho nó chả đắng. Mà cái tay kia mình chỉ không có đắng đâu. À đây. Thế theo người Lào nó mới không đắng ạ. À? Nhưng mọi khi em ăn thì đắng lắm nhưng không chả dám ăn. À đây à. Thế mọi khi cứ sôi lên ăn đắng không ăn nổi. À đây. Thế lại có bí quyết riêng nhỉ? Ăn không đắng à. Đây đã trộn vào rồi. À, đây trộn vào nhau như này à? À xong à. À gói vào lá chuối lên bắt đầu mới sôi à? Đấy không này, trong này không có thịt này, xương nhỉ gì? Có gia vị không à? Thì có thịt chuột nhỉ? Vâng, cá chuối. Mỗi gói một bát rồi nha. À đây cho muối mì chính rồi đây. À, trộn lẫn với nhau các bạn. Hoa chuối với lá đu đủ, hoa đu đủ nhé. Thế phải làm bao nhiêu gói mới đủ ạ? Bao nhiêu gói? Chiều nay bao nhiêu mâm? Mỗi mâm một gói à? Chắc phải làm hơn nhưng con mâm vẫn đòi hai gói làm đâu. Chẳng có. À đấy à? Quy định một gói rồi. Em lúc nào đến mâm em ưu tiên cho em hai gói nhá. Hai gói thôi. Này chắc là ngon đấy, nhìn thấy cầu kỳ đấy á. À thì con lợn vừa xong rồi mổ ra chỉ đi phần nữa anh. À. Thế là mổ ra phần anh em mỗi người một miếng này ạ. À bây giờ con lợn vừa mới mổ. À ông tráng 2 miếng. Ông này to hơn đấy nào. À, này vai to hơn. Thì ra con lợn đấy vừa mổ xong đấy các bạn. Mổ xong rồi chuyên đi phần đấy các bạn ạ. Chứ không ăn con lợn này. Đây. Thái là từng miếng, phần anh em trong họ hàng mỗi người một miếng. Người cao 2 miếng. À cả xương luôn anh nhỉ. Đây là ướp muối ạ. Ướp muối. Muối xong là để đi phần à? Này anh em trong họ trong đấy là cho đi phần. Đây cắt mỗi người anh em trong họ là tiểu phần một miếng này các bạn nhé. Anh em đến là phần này. Thế đội ban nhạc à, phong bài có được phần không ạ? Phong bài. Này chín chưa cô? Nó chín chưa? À mà sắp chín rồi. Này sắp chín đi các bạn nhé. Đây món sủ mấy lòng này chuẩn bị cho luộc anh. Đây ngon đấy nhỉ. Đấy, xếp vào đây để sôi các bạn. Cái này cái gì đấy? À, rõ hoa chuối à? Rõ hoa chuối. Rõ hoa chuối gì? Đủ hoa chuối chứ? Rõ hoa chuối. Rõ nó đủ. Xếp hết vào đây để sôi.
Anh chị đang đang xiên thịt con lố à? Thì đúng rồi, nhìn nó đang xiên thịt con lố còn gì nữa. Thì xiên xong nó có lố. Thì cái gì xiên xong nó chả có lố. Đúng rồi. Đây là quay là xiên thịt. Cái gì? Cái gì cũng phải một lần nó mới có lố chứ. Đây là luộc rồi, thịt luộc. Xin được kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nhanh chân và chuẩn cước của mình dưới đây này chúng ta. Đây là thịt lợn rồi các bạn nhé. Bên này một con nữa. Để chúng ta sẽ cùng chờ bữa ăn của gia đình nhà trai đến đón dâu. Và chúng ta sẽ phải đưa đón cô dâu chú rể về với gia đình nhà trai. À bên này là xương. Quý vị xin được gặp lại danh sách lên đường đưa dâu trong buổi sáng. Bên kia thịt này xương ạ. Đây là xương. Một là có chữ thân, hai là có cậu quý. Đây là xương xương lưng rồi. Này là đuôi này. Này đuôi này nhỉ. Đấy, nhìn hấp dẫn nhỉ. Toàn là đổ luộc luôn thấu xương này, bằm cả xương gầm. Ui, ngon đấy. Thịt đi chân bông luôn. Lộn đấy nhở. Con này chắc con nhỏ ấy nhỉ, nó nhỏ hơn con qua. Con này hơn tạ. Hơn tạ. Thế. Thế. Như chân bông luôn. Chở con này lồng lấy uống rẻ quá thế. Như chân bông. Này lạnh nhỉ. Mơ này ăn với đa này. Ngập ngập răng luôn đấy. Vâng. Ngập chân răng. Ra luôn, mỗi trắng xóa. À, luộc thấu xương các bạn ạ. Luộc cả tảng luôn đấy. Ăn tí thịt đi. Ăn tí thịt. Thịt nóng hổi luôn. Thịt nóng hổi quá ngon. Quá ngon luôn. Nóng này mới đa này. Ăn miếng to này. Đây cái đầu nó đây. Đấy, bóc lên từ đầu ấy. Thịt thủ đấy, nhất thủ nhì vi đấy. À, bó khó nghi ngụt đi. Con kiểu dân tộc đấy. Vâng. Đây là lòng... Đây là lòng già nhỉ, khấu đuôi đấy. Quay xem ai nó ai đang làm việc gì. Con này ăn ngấy này. À, bên đây là lòng dồi. Dồi mấy gan. À, nóng hổi thơm ngon luôn đấy. Đây đây, em thử miếng nhé, xin miếng nhé. Thử miếng làm lòng nóng ấy, gọi. Ngon đấy. Thơm rồi. Này thích anh xong rồi anh. Tôi bị đánh nhỉ. Cái cành này trộn luôn cả rau thơm vào đây. À, chín rồi đấy. À nhanh nhỉ. Có lòng năm thòng ha. Có lòng nó căn này nhỉ. Ôi đừng cho nước.
đầy bát này. Cho bát đầy luôn đi. Đấy, ừ. Đấy, này. Đấy. Ừ, thơm này, thơm xả. Thơm lắm. Thơm ngoài ngoài. Đây là mỗi mầm bát tô lên. Này, vâng, nó nằm pịa. Đấy, ui trời ơi. Vâng hoàn luôn này. Này, chăn cơm luôn. Ơ, không lấy cái ruột của nó kìa. Làm tí ruột. Nhầm đấy. Đấy, về để lại làm việc, làm chương trình. Ôi hộ. Bên VTV ạ. À. Vâng. Thế là chị bán sáng này chứ ạ? Đây là bán sáng các bạn nhé. Đây, chuẩn bị ăn bữa sáng đây anh. Vâng, bữa sáng này. Đây thịt bò tái đây, chấm cái này. Ngon đấy nhỉ. Cái này mới nướng anh. À, vâng, mời anh nhé. Mời anh nhé. Mời anh nhé. Ê à, làm chén rượu sáng bút đấy. Mời anh nhé, làm thử miếng thịt sống chấm này cho này. Ngon hết. Nó có mật đang đắng nhỉ. Nó có mật trong này. Nó cho hai quả mật lợn, một quả bò mà. Nhưng mà thiếu chua, không có giấm nên không chua. Ăn thử quả đưa đủ về. Đủ thịt chuột, có thịt chuột không anh? Thịt chuột thật đấy. Chết rồi. Đây, đưa đủ. Hoa đưa đủ hầm với hoa chuối. À, ngon đấy. Hay nhỉ, không đắng thế nào nhỉ? Hoa đủ với hoa chuối làm nhận không đắng thế nào? Ăn béo béo. Đây em thử hẳn miếng miếng ruột đấy, nó lại cắt cái ruột nhìn ngon. Đây đây, đây miếng này ngon này. Đấy. Đây anh chưa hẳn miếng này. Để thử miếng lòng này các bạn nhé. Phèo đấy, nãy vừa mới cắt đấy. Phèo non đấy. Cắt luôn nhỉ. Thật chứ. Em xin miếng cơm sôi nhỉ. Sôi ngon đấy. Đây là món xôi các bạn. Xôi gói với lá này rất ngon. Mà nó ăn ấm nó nóng. Đấy. Xôi đỗ thì các bạn nhé. Xôi đỗ đen ngon. Đấy. Gói lá này nóng hổi. Rét này ăn này nóng. Một thơm, gói này thơm lá chuối. Đấy, mời các bạn nhé. À, miếng xôi nóng này. Trên này mày ngồi không cách cửa gì. Ê chết. Uống phải tiêu khai nhiều, uống rồi về ngủ thôi.